đến với bí mật đầu tiên trong video hôm nay. Thì như các bạn đã biết, trái hung mình chính là một trong những trái rất là mạnh bởi vì cái sự trâu bò và cái tập đánh cực kỳ xa của nó. Tuy nhiên thì có một điểm bất lợi ở đây, đó chính là trái hung mình này sẽ di chuyển cực kỳ chậm luôn. Tuy nhiên thì em biết chúng ta cần gì để làm cho trái hung mình chạy nhanh hơn không? Trái quỷ. Một trái quỷ cầm trên tay thế này. Ok, chúng ta chỉ cần một trái quỷ cầm trên tay thế này và sau đó thì chúng ta biến thành dạng hung mình và cầm trái quỷ lên. Coi nè Phốp, coi nè. Đâu. Ui, hui, hui. Tao thấy sao Phô? Đùa đi, chưa chắc đâu, em thấy trái bò đồ nhanh hơn á. Xàm, làm gì có trái nào mà nhanh hơn trái hung mạnh được. Đùa nè. Lướt gì nè, nhanh hơn rồi, à, anh vô okay. Đi. Rồi, 1, 2, 3, chơi. Nè, bay nè, ghê không, ghê không? Em tới nãy giờ. Ủa? Vậy ba, ngay lúc anh đếm, ba là cái em tới luôn rồi đó. A đù. Bí mật thứ hai và tiếp theo, nếu như các bạn không biết thì trong Lockfoot hiện tại, nếu mà các bạn sử dụng những cái skin nhỏ xíu thế này, bỏ kiếm ra rồi mày nhỏ mà mày láo hả mày đó, nếu như mà các bạn sử dụng những cái skin nhỏ thế này thì các bạn sẽ được giảm hitbox khá là cao. Thì để chứng minh cho điều này thì các bạn hãy xem nha. Đây, thanh niên này sẽ bắn như mình. Ây da, tuy nhiên thì nó sẽ không bắn trúng bằng Phúc nha. Đó, ảo ma chưa. Thì điều này sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho việc PvP nha các bạn. Nếu như mà các bạn là một trong những người mà sử dụng súng nhiều á thì cái body nó sẽ counter hết tất cả mọi thứ luôn. Các bạn coi nè, không thể nào bắn trúng được nó luôn nha. Kìa, không trúng được luôn kìa. Ơi cay chứ hả. Lùng. Chính là lùng cũng là một lẽ hơi. Ừ, lùng vậy các bạn, vừa né được súng mà các bạn còn vừa dễ Bí mật thứ ba, như các bạn biết thì hiện tại trái Kitsune chính là một trong những trái mà gọi là có tốc độ nhanh nhất trong Lockfoot. Tuy nhiên thì sự thật không phải là như vậy. Rồi, đi đua thử nè. Go. Noob, em chạy chậm vậy. Admin nói Kitsune trái chạy nhanh nhất mà. Tuy nhiên nếu như trái Kitsune này mà đổi cái Pilot Helmet vào thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Ok, bây giờ mình cũng sẽ đeo vô luôn nha. Rồi, Pilot Helmet. Ủa, mình đang đổi luôn rồi. 3, 2, 1, go. What? Ui, gà. What? Gà. Dưới các bạn thấy tốc độ nó tăng lên rất là cao luôn nha. Phải gọi là gấp 5-6 lần hồi nãy luôn á. Quả cái trời thiệt. Bí mật thứ tư. Và một thứ nữa, nếu như các bạn không biết, đó chính là những trái quỷ có khả năng biến hình như là trái Leopard hoặc là trái Kitsune. Thì khi mà các bạn biến hình lên và đi xóa trái quỷ thì nó sẽ có cái hiệu ứng khá là đặc biệt. Đây, mình làm thử cho bạn xem nha. Rồi. Ôi. Con báo mình nó kiểu bị mất animation luôn nè. Ok, thì bây giờ sẽ tới lượt Vdax xóa trái quỷ nha. Xóa chưa? Rồi. Em di chuyển thôi. Ôi, lăn ba bi bộ. Chừng em kiểu. Thì khi mà các bạn xóa mấy trái quỷ đi á, thì mấy cái animation nó sẽ bị biến mất hoàn toàn luôn. Và đương nhiên rồi, các bạn cũng không thể nào sử dụng kiếm hoặc là súng gì hết. Và để trở về được bình thường thì chỉ còn đúng một cách thôi, đó chính là reset. Đến với bí ẩn thứ 5, có một sự thật về gót hung mình mà rất ít người biết, đó chính là đây là món vũ khí sở hữu tốc độ nhanh nhất trong Lockfoot. Đầu tiên thì các bạn chỉ cần chỉ màn hình lên trời và sử dụng chiêu dách và cúi đầu xuống, đó thì bấm nút nhảy nó sẽ bay cực kỳ nhanh. Thì ở đây do mình làm chậm để cho các bạn hiểu được nguyên lý hoạt động của nó, nên thành ra là nó bay sẽ khá là gần ha. Thì đây là khi mà các bạn làm nhanh nè. Ôi, bay xa, siêu xa được luôn nè. Ôi. Các bạn thấy không, nếu như mà các bạn sử dụng đúng cách á thì nó sẽ bay siêu nhanh như vậy. Đó. Bí mật thứ 6. Ok, và tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn một bí mật khá là động trời trong Lockfoot. Em biết cái đó là gì không Phúc? Là cái gì? Em làm gì biết được, đi theo anh nè. How to castle nha. Rồi okay. Đi theo anh nè. Nếu như bình thường các bạn farm ở những chỗ đơn giản thế này thì rất là dễ bị săn party đúng không? Đúng rồi, ta hát không à. Ừ, chứ sao nữa, thì đi theo anh nè. Em chỉ cần đi xuống cái thùng ngay chỗ này, em bật ship lock lên và dịch chuyển ra ngoài này. Đó, dịch chuyển ở đây đi. Đi theo anh. Thì ở cái góc này á, em sẽ có được một cái góc gọi là farm rất là ngon luôn. Đó. Farm được tận một con quái lần đó nha. Thì với cái bí mật này em có thể farm mấy con quái ở đây mà không sợ bị săn bounty luôn. Tuy nhiên thì điểm yếu đó là farm được lần có một con à. Cũng khá là phế. Thôi kệ đi. Dù sao thì nó cũng là một cái bí mật bá đạo rồi đúng không? Ok, đến với bí mật thứ 7. Thì như các bạn thấy, mình chỉ còn thiếu 40.000 Billy thôi là đạt được 1 tỷ Billy rồi. Nhưng mà làm sao để thể kiếm một số Billy lớn vậy trong một khoảng thời gian ngắn? Thì bằng cách sử dụng tất cả bộ não của mình, thì mình nghĩ được một cách khá đơn giản, đó chính là chúng ta chỉ cần sử dụng trái Lai. Thì cũng ngay cái hòn đảo Haunted Castle này luôn, các bạn sử dụng trái Lai và bay lên hướng cái cột cờ này cho mình nha. Ok, sau khi các bạn lên đây á, các bạn sẽ thấy được ba cái gương như thế này. Rồi, giờ chúng ta chỉ cần nhặt thôi là có được 40k Billy rồi. À, thật ra là 30k. Cũng được, cũng khá là ngon. Bây giờ thì mình chỉ cần lặp lại điều này thôi là chúng ta có thể đạt được 1 tỷ Billy một cách khá đơn giản. Ui, em ra đây luôn hả? Đâu, nhanh đâu. Ủa? Anh lụm hết rồi.
Bí mật thứ 8 thì khi mà các bạn bay lên được cái cây thức tỉnh tộc ở chỗ này và đi vô bên trong. Ok, khi mà các bạn vô được cái chỗ thức tỉnh tộc này á thì chúng ta chỉ cần đi vô bên trong như thế này. Các bạn đi vô bên trong thế này và đi ra cái chỗ mà có cái kiến ở đây. Các bạn teleport ra ngoài. Đi, teleport ra ngoài đi. Đó, em thấy cái chỗ cái cầu thang này không? Cái cầu thang này nè. Cái cầu thang trước mặt nè. Là gì? Giờ em đi lên cầu thang đó, em cố gắng leo lên trên đỉnh thôi. Mặc dù đây chính là một cái cầu thang bình thường thôi nhưng mà Vidax không bao giờ lên được tới đỉnh. Bởi vì nó chính là cái cầu thang vô cực. Nó tối tối, em chắc nhìn em ở ngoài ngáo lắm. Nhưng mà bay thì được mà chỉ cần không đụng là được. Đúng không? Hay. Đây thì khi mà các bạn leo lên cầu thang như thế này á thì các bạn sẽ bị... Ôi sao lên được nè? Ủa sao lên được? Lên tới kia đó, tới bơi rồi à. Anh lên tới đỉnh luôn rồi nè, không thấy hả? What the fuck, em bị dịch chuyển lại liên tục luôn nè. Ủa sao anh lên được rồi? Ok, để với bí mật kế tiếp cũng ở ngay cái chỗ này luôn. Nếu như các bạn lên được cái chỗ trên đây á thì các bạn chỉ cần nhảy xuống dưới đây. Đi, let's go. Đây, khi bạn gớt xuống thì nó sẽ dịch chuyển các bạn lên C4 luôn. Để các bạn xem nè, các bạn để ý bên đây nha. Nó sẽ lên C4 nè. Đó, nó sẽ dịch chuyển các bạn lên C4 nếu như các bạn nhảy từ cái đảo thức tỉnh tộc xuống. Đây. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là các bạn sẽ không có thuyền để đi. Thôi, giờ thế nào? Let's go. Wow. Ok, đến với bí mật tiếp theo. À, Phúc, em nghĩ là em đi hết tất cả mọi nơi trong Lock Foot chưa Phúc? Rồi, map này nhỏ mà. Chắc chưa? Bây giờ sẽ dẫn em đi một nơi cực kỳ đặc biệt luôn nha. Đâu? Đây, theo anh nè. Thì ở cái Rift Tree này á, các bạn chỉ cần đi xuống cái nơi ngay gần con boss này. Em thấy cái lỗ không? Thấy, 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 thấy. Chui xuống rồi, thế giới dưới lòng đất á. Ui. Đâu? Nhắm cái săn đấu PvP vãi. Thì ở dưới đây chính là một nơi vô cùng rộng lớn để các bạn có thể PvP chơi bạn bè luôn. Đó, BBB, BBB, BBB. Anh với em đang elite nhau Phú. Ok. Rồi, vô quyết đấu nè, vô quyết đấu nè. Mấy bữa nay mày cầm với cái Tsunade mày hành tao, giờ cho mày biết. Vô chưa? Chạy, chạy. Trời ơi, hôm nay mày cầm với cái Tsunade mày hành tao, giờ cho mày biết cảm giác. Phun nọc nè. Rồi, chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ kết liễu Vidax trong một đòn luôn nha. Rồi, chết. Đàm. Ôi, đàm. Sao hụt được hay vậy? Đi đâu? Đi đâu? Đi ngủ đi cô. Đi đâu? Đi đâu? Rồi, giết chiêu kìa. Ok, bí mật kế tiếp. Như các bạn biết thì một trong những con boss mạnh nhất của Lock Foot hiện tại đó chính là Big Mom, mẹ mày béo. Và level hiện tại của con boss này đó chính là 2175. Có nghĩa là level cao nhất trong tất cả mấy con boss luôn. Với lượng máu khá là to và sát thương cũng khá là trâu nữa. Với một cái level cao và chỉ số khủng như vậy thì chắc chắn đó chính là con boss cho các bạn nhiều tiền nhất trong Lock Foot đúng không? Nhưng mà thật ra thì không. Thì khi mà các bạn tiêu diệt Big Mom và hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ cho các bạn 60k Belly. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở về Mansion và đi kiếm con boss Florentino. Ok, để mình nhận nhiệm vụ phát nha. Ok, let's go. Quất. Thì con boss Florentino này á, nó chỉ có level 1900 thôi. Nên là nói chung nó rất là yếu luôn. Nó yếu hơn con boss Big Mom khoảng độ tầm 1-2 lần vậy đó. Nó quýnh mình còn không mất máu luôn các bạn thấy không? Thì sau khi mà các bạn hạ gục được con boss này, nó sẽ cho các bạn 100k Belly. Dạ, yeah, đương nhiên rồi. Bằng một lý do gì đó thì cái nhiệm vụ của con boss này nó cho nhiều Belly hơn là con Big Mom. Lý do tại sao hả? Chắc là do nãy giờ nó xanh quá, đang có tiền thưởng. Ai mà biết được. Trời, Phúc ơi, em không biết em mới tìm được gì đâu. Cái gì nữa? Trái human. Spam. Ừ. Wow. What the hell? Nếu như các bạn kéo xuống đăng ký và like video này thì các bạn sẽ có tỷ lệ ra trái quỷ xịn rất là cao nha. Đó chính là một bí mật khủng khiếp nhất trong video Lock Foot này. Đến với bí mật kế tiếp. Ok, có một điều có vẻ em không biết đó chính là khi mà chúng ta vô Red á. Yeah. Ok, khi bắt đầu Red á, các bạn có thể thấy là một mấy cái hòn đảo nó sẽ mọc ở bên đây. Bây giờ chúng ta chỉ cần chạy thẳng tới hòn đảo đó. Đi, let's go. Chạy thẳng tới hòn đảo đó thiệt luôn hả? 9000m đó. Thì khoảng cách từ cái đảo hồi nãy tới cái đảo Tiki là tầm khoảng bao nhiêu phút? 9000m hả? Đúng rồi. Tầm khoảng 9000m thì chỉ trong vòng 30 giây hoặc là 1 phút gì đó mình đã đi được 2000m rồi. Thì khi mà các bạn về được cái hòn đảo này á thì chúng ta có thể sống được một cuộc sống bình thường như bao người khác, đi farm quái và đi nhặt food các kiểu. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho Vidax reset nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ in elite nó. Ok chưa? Và bây giờ các bạn đã chính thức trở nên bất tử. Có nghĩa là các bạn đi từ Red về đất liền bằng một cách nào đó cũng được thì các bạn sẽ trở nên bất tử luôn. Đấy các bạn thấy không? Vidax quýnh mình không trúng luôn nè. Không mất máu luôn chứ phải không trúng nữa. Ok, chuyển qua bí mật tiếp theo nha.
Thì ở cái thác nước của Hira Island này, bình thường các bạn sẽ đi vô cái cổng bự chà bá lửa phía dưới đúng không? Nhưng mà đây là năm 2024 rồi, chúng ta sẽ không cần đi vô cổng này nữa. Thì các bạn chỉ cần nhảy ra phía ngoài đây thì nó sẽ có cái hang nhỏ bên hông. Đây chính xác là ngay chỗ này luôn, đó, một cái hang siêu nhỏ. Và trong đây lại là một cái thế giới trên lòng đất nữa. Tuy nhiên có điều đặc biệt đó chính là cái chỗ này nó có thể TP về mansion được. Đây ở giữa nó sẽ có cái cây bự chà bá lửa thế này, các bạn chỉ cần dịch chuyển vô bên trong thôi. Đấy. Thì bây giờ các bạn có thể teleport về mansion một cách cầu kỳ hơn. Thật ra thì nếu như mà các bạn chưa quấn boss Rip Indra thì các bạn có thể dùng cách này để về mansion ha. Đến với bí mật tiếp theo chính là liệu các bạn có biết ở C2 chúng ta vẫn có thể đổi màu của trái Dragon được. Mình nghĩ là có khá ít bạn biết điều này bởi vì mình giấu cái chỗ đổi màu ở C2 quá là kỹ. Thật sự thì hồi xưa mình còn tưởng là ở C2 không thể đổi màu của trái Dragon được luôn á. Đây ở phía dưới này nha. Đó các bạn thấy không, giấu quá kỹ luôn. Và nếu như mà các bạn muốn con rồng của bạn trở nên trâu bò hơn xíu nữa thì các bạn có thể chọn cái dòng màu đen nha. Đây, đi vô cái dòng màu đen. Đó. Ủa, tại sao dòng màu đen thì mạnh? Tại vì dòng màu đen cần phải có 600 mastery mới lấy được. Ừ đúng rồi. Hay đúng là mấy này đầu óc nó đen tối quá mà. Ok, đến với bí mật kế tiếp, mình tin chắc đây chính là một trong những cái bí mật mà các bạn chưa hề nghe thấy luôn. Thì có một điều khá đặc biệt ở thế giới C2 của Lockwood, đó chính là khi các bạn chỉnh thấp đồ họa xuống và các bạn bay lên trên cao như thế này thì các bạn sẽ thấy được một thế giới hoàn toàn khác của Lockwood luôn. Đây, các bạn thấy không? Thật ra Lockwood chính là một hòn đảo bay trên trời nha các bạn. Nè, các bạn nhìn ở phía dưới này nè. Các bạn sẽ thấy đó chính là một cái lục địa nào đó ở phía dưới đây, giống như là trái đất vậy đó các bạn. Còn xung quanh là biển, tất cả mọi thứ đều là biển, ngoại trừ đây nó có một cái lục địa ở hướng này. Thì theo giả thuyết của mình đó chính là Lockwood nó sẽ chia thành 3 tầng nha các bạn. Đây chính là tầng cao nhất của thế giới Lockwood, đó chính là nơi mà chúng ta thường PvP các kiểu nè, đó. Và ở dưới là một nơi của thế giới loài người, trời ơi. Chuyện này đúng thiệt là không thể nào mà tưởng tượng được mà. Và cuối cùng nếu như các bạn muốn farm Belly siêu nhanh ở C1 thì các bạn hãy lên đảo trên trời gần cái chỗ mà spam con boss Enel á. Và đi lại gần cái kim tự tháp này thì các bạn sẽ thấy được hai cái lỗ đi vô như thế này ha. Khi mà bạn phá nó ra thì nó sẽ có một đống gương trong đây luôn. Đấy. Thì đó chính là tất cả bí mật của Lockwood trong video ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì các bạn nhấn ký xuống dưới đăng ký và bật chuông thông báo cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.